đến lúc này cảm giác về thi đấu cũng như là cái mức độ hồi phục hoàn toàn ấy, thì em cảm giác như thế nào? Đến thời điểm hiện tại của em thì em cảm thấy chân mình rất là tốt, và suốt thời gian qua thì khi ở câu bộ thì em cũng đã cố gắng hết mình để làm sao đó thi đấu tốt nhất, để có thể có trạng thái tốt nhất, để sớm có một phong độ tốt. Và ngày hôm nay thì khi có tên trong danh sách tập trung đội tuyển thì em cảm thấy điều đó rất là vui đối với cá nhân em. Đội tuyển Việt Nam cũng rất lâu rồi mới tập trung. Sau 3 ngày đầu tiên thì cái không khí của đội tuyển lúc này như thế nào? Đặc biệt là khi mà thời điểm này thì chúng ta đang phải đối đầu với một kẻ thù vô hình, đó chính là Covid-19. Ngày hôm nay đã là ngày thứ 3 tập trung rồi thì tinh thần của toàn thể anh em cầu thủ cũng như là ban huấn luyện, mọi người đều rất là vui. Sau một quãng thời gian rất là dài mới gặp nhau thì bọn em cũng có rất là nhiều câu chuyện kể và chia sẻ, trong từ cuộc sống đến cái thời gian thi đấu V-League. Thì đó là những cái thời gian thật sự rất là quý báu. Thì bọn em đã có thời gian tập trung với nhau thì anh em bọn em cũng sẽ chia sẻ với nhau rất nhiều để có thể hiểu thêm về những cá nhân hơn, để có thể tìm ra những tiếng nói chung từ trên sân đến cuộc sống để có thể anh em đoàn kết để bảo ban nhau. Ở lần tập trung lần này thì Duy Mạnh là ban cán sự đội, em là đội phó của đội tuyển Việt Nam. Như vậy thì cái trách nhiệm của em như thế nào? Khi được ban huấn luyện tin tưởng giao nhiệm vụ thì đó cũng là một niềm rất là vui đối với cá nhân em. Tuy nhiên thì song song với đó thì đó cũng là một trách nhiệm. Em nghĩ là em cũng sẽ phải cố gắng từ tập luyện, sinh hoạt cũng như là tất cả mọi thứ đều có thể cố gắng đốc thúc anh em, cùng anh em để có thể nỗ lực trong tập luyện lẫn sinh hoạt để có thể tạo ra một cái không khí tốt nhất cũng như là có cái trạng thái tốt nhất để có thể cùng nhau thi đấu tốt ạ. Đội tuyển Việt Nam lúc này của chúng ta đang có đến 8 trung vệ. Rõ ràng cái việc cạnh tranh vị trí ở vị trí chốt cuối cùng để trước khi sang các tiểu vương quốc độc thống nhất thực sự rất là khó khăn. Với cá nhân em thì em nghĩ những cái gì là lợi thế, những cái gì khó khăn của bản thân mình ở trong cái cuộc cạnh tranh ở vị trí trung vệ? Em nghĩ là thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều cầu thủ tốt, từ các anh lớn đến các cầu thủ trẻ hay là các cầu thủ đã tập trung rất là nhiều, thì em nghĩ đó mỗi người đều sẽ có một điểm mạnh riêng, và em nghĩ sự cạnh tranh đó sẽ rất là lành mạnh và để cho đội tuyển sẽ có thật nhiều sự lựa chọn, và việc đó bọn em phải có thể là tập luyện chăm chỉ hàng ngày để ban huấn luyện cũng nhìn nhận thấy và sẽ chọn ra những người tốt nhất để thi đấu ạ. Và với em thì lợi thế là gì? Em nghĩ là tất cả đều phải chăm chỉ. Còn đương nhiên là có thể là có những các anh đàn anh lên ăn cơm tuyển rất là nhiều, có những người mới, nhưng tuy nhiên thì em nghĩ lên đến đây rồi thì chúng ta đều khoác lên mình một chiếc áo, đó là đội tuyển Việt Nam, và niềm tự hào của tất cả cầu thủ đều phải tập luyện chăm chỉ hàng ngày để có thể thể hiện hết cái khả năng của mình để ban huấn luyện nhìn nhận thấy và ghi nhận. Ở lần tập trung lần này thì đội tuyển Việt Nam có một cái tên tương đối mới ở vị trí trung vệ, đó chính là Nguyễn Thanh Bình. Cá nhân Mạnh trước đây cũng là một trong những trung vệ mà khoác áo đội tuyển quốc gia rất là sớm. Với em thì em đánh giá như thế nào về một người đồng đội mới của mình? Vâng, em nghĩ Bình là một cầu thủ tốt, và em ý tuổi đời còn rất là trẻ, nhưng tuy nhiên sự khát khao và sự cống hiến thì em nghĩ là em ý sẽ có thừa, và ai cũng thế thôi, rất là bình đẳng. Và Bình cũng là người thi đấu tốt ở câu bộ Viettel, và qua những đánh giá của ban huấn luyện thì em ý đã được chọn, thì em nghĩ là Bình là một cầu thủ tốt và sẽ còn phát triển nữa, và nếu mà Bình còn tiếp tục học hỏi cũng như là trao dồi nữa thì em nghĩ Bình sẽ còn phát triển rất là nhiều, và bọn em cũng sẽ cố gắng cùng tất cả anh em, không chỉ riêng Bình mà cùng tất cả các anh đàn anh của mình hay là những đồng đội cùng trang lứa để có thể cùng nhau dìu dắt nhau, bảo ban nhau để làm sao đó để thi đấu tốt cho đội tuyển. Duy Mạnh đã có rất là nhiều kinh nghiệm tập trung dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Vậy bài tập nào hay yêu cầu lần này khiến Mạnh và các đồng đội thấy khó khăn và bất ngờ nhất? Bọn em đúng là đã được làm việc với thầy và ban huấn luyện cũng một thời gian rất là dài, và đó là trải nghiệm rất quý báu, và bọn em lên đây thì tất cả anh em đều rất là cố gắng chia sẻ với nhau, và bọn em luôn luôn là những cầu thủ thì bọn em luôn luôn tuân thủ, cố gắng làm sao đó làm tốt nhất khả năng có thể cũng như các bài tập của thầy để có thể làm được tốt vai trò nhiệm vụ ở trên sân tập cũng như ở trên sân thi đấu. Ba đối thủ của chúng ta sắp tới đều là những đối thủ mà họ chuẩn bị rất là kỹ càng, Indo, Malai và UAE. Với cá nhân em thì em đánh giá như thế nào về ba đối thủ này? Như mọi người biết thì trước mắt là ba trận đấu rất là khó khăn. Chúng ta cũng sẽ có những chuẩn bị tốt nhất có thể, và đối thủ cũng thế. Và em nghĩ là ai sẽ tập trung cũng như là làm việc chăm chỉ hơn và có sự chuẩn bị kỹ càng hơn thì đó sẽ là một thứ quyết định trong bóng đá. Và em nghĩ là toàn đội cũng đang có sự tập trung rất là cao, và mọi người cũng hoàn toàn thoải mái để có thể tập trung hướng tới mục tiêu cao nhất, đó là thi đấu thật tốt trước ba đối thủ. Ba đối thủ này thì như mục tiêu của chúng ta sẽ là phải có từ 4 đến 6 điểm thì mới có mặt ở vòng 2. Như vậy là chắc chắn là chúng ta sẽ phải có một chiến thắng. Em nghĩ là đội bóng nào chúng ta cần về chiến thắng nhất?
Em nghĩ là từ lãnh đạo của liên đoàn đến ban huấn luyện hay đặc biệt là tất cả các cầu thủ đều hình dung ra được và đều có thể nghĩ được cái trách nhiệm của mình, thế nên là tất cả đều phải chăm chỉ hàng ngày để có thể mong muốn thi đấu thật tốt trước các đối thủ. Còn đương nhiên đối thủ nào như anh biết thì họ đều là một đối thủ rất là khó chơi, không có đối thủ nào dễ, không có đối thủ nào khó cả. Thế nên việc tất cả các cầu thủ phải làm việc chăm chỉ để có thể có kết quả tốt trước bất kỳ đối thủ nào thì em nghĩ đó là việc cần thiết ạ.